Thưa quý vị, với mong muốn hỗ trợ các trường hợp phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn có được mái nhà kiên cố để yên tâm ổn định cuộc sống, thời gian qua, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo Bắc Hạnh các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã tích cực kêu gọi sự chung tay của cộng đồng xã hội chia sẻ với các trường hợp yếu thế. Với vai trò là cầu nối, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo Bắc Hạnh các cấp trở thành dịp cầu đưa các mái ấm yêu thương đến gần hơn với các trường hợp phụ nữ Bắc Hạnh. Đây là căn nhà đã xuống cấp trầm trọng của bà Vũ Thị Quảng tại tổ 32 phường Hải Châu 2, quận Hải Châu. Sống cùng với người em trai, cả hai đều là lao động phổ thông nên cuộc sống thiếu thốn trăm bề. Trong những đợt mưa lớn vừa qua, căn nhà thường xuyên bị ngập sâu, khiến cuộc sống của hộ bà Quảng khó khăn lại chồng chất khó khăn. Trước hoàn cảnh đó, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo Bắc Hạnh quận Hải Châu đã tích cực kêu gọi sự hỗ trợ của các mạnh thường quân để hỗ trợ hộ bà Vũ Thị Quảng sửa chữa lại căn nhà. Với nguồn tài trợ từ công ty sổ số kiên thiết với số tiền 60 triệu đồng cùng nguồn quỹ của hội, hộ bà Quảng đã có điều kiện sửa chữa lại căn nhà xuống cấp. Tại buổi lễ bàn giao nhà mới, hộ bà Quảng bày tỏ niềm xúc động khi ước mơ về một mái nhà kiên cố, khang trang đã trở thành hiện thực, không còn thấp thỏm, lo âu mỗi mùa mưa bão. Tôi thì cũng với chị tôi là đi bán vé số, còn tôi thì lao động phổ thông. Thì mà nhà cửa thì nói chung là không đủ kinh phí, làm thì cũng có bữa không. Cho nên giờ có được một chỗ là ăn khá, gia đình tôi cũng là cố gắng phấn đấu để lao động thật tốt để coi như là để sinh hoạt trong gia đình cho chị em tôi. Không chỉ riêng trường hợp hộ bà Vũ Thị Quảng, trong những năm qua, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo Bắc Hạnh các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng luôn nỗ lực vận động nguồn lực xã hội để xây dựng sửa chữa hàng trăm mái ấm tình thương cho hàng trăm phụ nữ có hoàn cảnh neo đơn, bất hạnh. Mỗi mái ấm được trao đi không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực về vật chất mà còn tiếp thêm động lực, niềm tin để các hộ vươn lên trong cuộc sống. Những cái đối tượng, những phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh như thế này thì được hỗ trợ của nhà nước một phần là về hàng tháng thì đủ để mà ăn uống, còn về vấn đề chăm sóc, vấn đề nhà ở thì là hàng năm như vậy là vẫn tuyên truyền và cũng đã đi vận động các cái nhà tài trợ như mạnh thường quân đóng chân trên địa bàn quận, thành phố để hỗ trợ cho các cái hội này. Trong 20 năm qua, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo Bắc Hạnh thành phố Đà Nẵng đã vận động hơn 1.852 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động hỗ trợ nhân đạo. Sự vào cuộc tích cực của các cấp hội đã góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, được chính quyền các cấp ghi nhận và đánh giá cao. Địa phương cũng nhận thấy rằng là Hội Bảo trợ Phụ nữ Trẻ em nghèo Bắc Hạnh cũng có rất là nhiều quan tâm đối với các trường hợp là phụ nữ yếu thế ở trên địa bàn phường, có thể là xuất quà hỗ trợ cho thăm đau và hỗ trợ đau ốm đột xuất, hoặc là những trường hợp khó khăn đều có được sự quan tâm của Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo Bắc Hạnh thành phố. Thời gian đến, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo Bắc Hạnh các cấp thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát huy vai trò cầu nối để gắn kết những tấm lòng nhân ái đến với phụ nữ, trẻ em nghèo Bắc Hạnh, nhất là hỗ trợ giúp đỡ các đối tượng dễ tổn thương sau đại dịch COVID-19. Phối hợp tốt với các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tiếp tục vận động các nguồn lực tài trợ cho các chương trình mục tiêu có ý nghĩa nhân văn cao cả của hội, góp phần thực hiện ngày một tốt hơn nữa chương trình an sinh xã hội của thành phố.